nên đây là việc đời không biết là hay, mà việc đạo không biết mắc thay tiêu hồn. Cũng như bây giờ sắp giảng của Đức Thầy trở lại, ông nói hạ quân này đã hết đời, phong ba biên chuyển đổi giờ ra căn. Thì sao ông nói hạ quân này đã hết đời? Tại vì nếu cái đời hạ quân, đời chung thượng quân, thượng quân nó có ba cách: thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ. Trung quân có trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ. Hạ quân có hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ. Mà thời này là thời hạ môn hạ, là thời nó đã hết rồi. Mà nếu mình theo đời thì đời hết, mình hết luôn, phải không? Đó, đó là theo đời. Còn theo đạo thì còn à, theo đạo được đứng ngồi tòa sen. Thì cái này ai không muốn? Nếu cái người mà không giữ giới thì xuống địa ngục, chịu không? Không, cũng không chịu. Mà bây giờ mình phải giữ giới bằng chay niệm Phật thì mình sẽ về tiên về Phật. Thì cái điều đó ai cũng biết, mà ông Phật ông dẫn dạy mình như vậy. Thì hạ quân này đã hết đời, trả lời mình cũng như trả lời tôi. Cuộc đời của tôi nó năm nay sáu mấy tuổi rồi, thì cuộc đời nó cũng sắp dứt rồi, sắp hết rồi. Mà mình không tu thì mình đi xuống, chịu không? Không tu á thì mình đâu có được về tiên về Phật, mình bị đọa. Vì vậy thì ai cũng phải tu hiền. Thì ở đây là cũng như ông nói, việc đời không biết thì hay, việc đạo không biết thì mắc thay tiêu hồn. Có nghĩa là việc đạo mà mình không biết là mình xuống dưới thì mắc thay vậy. Cũng như lật rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được mà bao nhiêu gian tà hồn sát cũng tiêu thì đâu có còn nữa, thấy không? Thì cũng như hạ quân này đã hết đời thì cái đời nó đã hết rồi, thì chiến rồi chiều chót rồi mình không tu nữa thì cuộc đời mình tàn. Thì xin đây xin câu đó đây dứt lại đi tới dạ, câu khác đây. Hỏi thêm câu nữa chú Út. À, còn một cuộc cột kèo xa dắt, không tu hành sạch mắt chẳng còn. Còn một cuộc cột kèo xa dắt. Không tu hành sạch mắt chẳng còn. À, ý sao chú? Ví dụ như có cột thì phải có kèo. Đó là nó dính liền với nhau. Có nghĩa là cái nhà là phải có cột, có kèo, có dách, có cái bộ tuần đai nữa nó thành cái nhà. Mà nếu mà mình xa những cái dách đó thì kể như là đâu qua hai câu sau rồi nhá. Dạ. Còn một cuộc cột kèo xa dách, tu hành sạch đó. Câu trước á thì ông ví dụ, nếu mà mình không có hợp tác lại mà không thành cái nhà thì không tu hành sạch bách cũng không còn. Có nghĩa là mình không tu hành. Tu là gì? Tu là sửa, sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra xong, sửa công, ngay công ra thành đúng đắn. Như vậy thì cái đường tu của mình á, mình nói làm sao mà tu nó được về hội, tu nó được về tiên, tu nó được về Phật, thì đây là mình trở lại sự tu đó. Mà đây theo ý kiến của tôi á, tu là sửa. Mà đa số con người của mình á, dòm ra không à, mình thấy người ta, mình nói ông này xấu, ông kia xấu, ông kia tốt. Như vậy là mình sửa cho người ta chứ không phải sửa mình. Tại vì tu là sửa, mà mình sửa cho người ta. Thí dụ bây giờ nhà người ta dơ, mình biểu quét. Mà ta không quét thì nhà ta dơ chứ đâu phải nhà mình dơ. Như vậy thì cái điều này là mình sửa cho người ta. Bây giờ tu là gì? Tu là sửa, mà sửa chính mình nè, quay lại mình. Mình coi, mình coi. Thí dụ bây giờ mình nói là giới lực, thí dụ 10 điều ác: sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡi thiện, ỷ ngôn ác, khẩu dùng ngữ, tham lam, sân ngậu, mê si. Mà mình 10 giới này mình có làm được, còn giới nào không? Tham sân si còn không? Còn nên chưa dứt bây giờ. Như vậy thì mỗi cái đồng đạo nào cũng vậy, mình bắt lỗi mình thì một là mình sửa rất ngon lành, hai nữa mình không bích lòng với người ta. Nếu ở ta bắt lỗi người ta hơi cự à, phải không? Bắt lỗi người ta hơi đưa tôi có tự ái. Vì giờ mình trở lại tu là phản quan tự kỷ, tu là trở lại chính mình sửa mình, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong khọt Phật khó rất nhiều. Có nghĩa là người ai cũng vậy, từ độ mình chứ không ai độ dù mình được. Đó là nhân của mình, làm tốt thì sẽ gặp tốt. Dạ, thưa ông Út, cho con hỏi ông một câu ha. Dạ. Đời quân hạ ngày nay mỏng mẻo, dạ thưa ông Út, như là đời quân hạ là đời nào? Mỏng mẻo là sao mới gọi là mỏng mẻo vậy ông Út? Thì theo với đệ hỏi là đời quân hạ ngày nay mỏng mẻo. Quân là cái hạ quân chốt rồi, hạ quân hạ rồi nó mỏng rồi, nó sắp tàn cuộc rồi, nó sắp tự hoại trở lên thời kỳ lại. Thì như thời kỳ cũng như là
thượng ơn, trung ơn, hạ ơn, mà cái này nó hạ ơn hạ rồi là nó mỏng mẻo nó sẽ tới rồi, thấy không? Yeah. Cũng như là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng diệt lập đời trở lại, có nghĩa là lập lại thượng ơn. Thượng ơn là cái hội Long Hoa đó, chọn những người hiền đức, cái người mà nếu sống được hội Long Hoa là sống 10.000 năm đó. Nếu kiếp này mình không tu thì mình sẽ thành bùn, thành đá, thành cây cỏ chơ chọi giữa trời dạng kiếp tu. Có nghĩa là 10.000 nữa mới gặp cơ hội để phù hợp. Nếu cái người nào mà vớt được không có dự hội được thì phải 10.000 nữa, 10.000 năm. Đó, như vậy thì cái tu mà nếu mà so sánh vậy là nó lại không? Lợi. Tại vì trong cuộc đời của mình nếu mà cái người nào sống thì cỡ 80 tuổi rồi, nói chậm đi. Mà 100 bây giờ mình sống 10.000 năm lắm, chịu không? Vậy thì đổi lại nó quá lợi. Vậy mà sao không vũ tu? Không, hoặc không nữa tu có lợi. Tại mình ham, mình mê, cho nên bây giờ mình chưa có dứt ham và dứt mê được. Thành thử mình còn sống là mình còn chấp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa ông Út, như là Đức Thầy nói câu là một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi trí hỡi đâu là. Vậy là một bước leo bờ là một bước là sao mới gọi là một bước leo bờ là khỏi khổ, là nếu mà một bước là sao khỏi được cái khổ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Có lẽ là mình nếu mà sống cái đời á, nếu mà luân hồi sáu nẻo không lần bước ra, có nghĩa là mình bước ra những cái quả khổ này, có nghĩa là luân hồi mình ở trong này cũng như mình muốn bước qua khỏi những cái luân hồi này, mình phải tu. Dạ. Mình phải biết. Cái này nói nó hơi cao một chút, bởi vì đây á, là phải từ giải thoát, từ A-la-hán. Cái người mà nếu mà mình nói tu á, từ cái nhân đạo á, thì bây giờ thí dụ như là nếu làm tròn nhân đạo, giữ vẹn tứ ăn trước hết chánh tam nghiệp nhờ chừa tập ác, muốn làm giàu đừng cho thiếu nợ. Ở đây là nghiệp nợ, ở đây là mình làm phước được phước, phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đạ, nhiều ngày thảm thai. Có nghĩa cái người làm phước nhiều được lên cánh tiên, còn người làm tội xuống địa ngục, mà đây chưa có được giải thoát, chưa có khỏi khổ. Cái người muốn khỏi khổ là từ A-la-hán, không còn chấp trở lại tâm mình. Bởi vì nhất thiết chúng sanh và hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật, cho nên Đức Phật chỉ mình trở lại tánh Phật của mình là không còn chấp với thế gian. Ở đây là cho đời hiểu rõ lý chân không, cái tâm mình nó không còn dính mắc gì chứ, bản lai vô với chặt, không còn giặt gì ở trong tâm mình, như vậy mới trở lại được thanh tịnh, mà như vậy mới được giải thoát. Chứ nếu mà nói còn so sánh, còn phước, còn tà chánh thì mình còn chấp bên. Đây nói hai bên, nói dứt phát, nếu giải thoát thì phải leo lên vậy, dứt được tới đó đó mới là giải thoát, trở lại tâm mình. Dạ, kính thưa Quốc, như là đoạn giảng Đức Thầy nói là Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dạy rất tinh tường, nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, đến chừng đó kêu mời khói rước là chừng đó là chừng nào vậy không? Nếu không nghe vướng tai ương là chừng nào mới vướng? Bây giờ Phật từ bi độ trong nhân vật có nghĩa là ông Phật ông rất thương chúng sanh, chúng sanh là nói hết các loài cả có mình trong đó nữa, các vật mà ông thương hết. Thì Phật từ bi độ trong nhân vật là lực kinh dạy rất tinh tường, có nghĩa là ông dạy rõ ràng, mình nghe lời theo ông Phật thì mình được qua cảnh khổ, còn mình không nghe lời thì mình ở thế gian. Phật từ bi độ trong nhân vật là lực kinh dạy rất tinh tường, nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, đến chừng đó kêu mời khỏi vướng, có nghĩa là đến chừng đó là chừng nào, đến chừng đó là ở đời đây, có nghĩa là nếu sống lên đây là mình trả nghiệp. Mình đừng nói là bây giờ tôi niệm Phật hả, tôi thanh tịnh gì tôi về Tây Phương, bây giờ đừng trả nghiệp, chừng nào tắt hơi tất nhiên là cái nghiệp mình hết, còn gây nữa thì còn tội nữa, không gây thì mình đã hết nợ, mình tu, tôi nguyện trả nợ, thì những cái đau ốm, những cái tai nạn xảy ra đó là những cái nghiệp của mình tạo quá khứ, thì bây giờ mình trả cái nghiệp này. Mình đã biết mình gây mình phải trả, thì cái đây từ khi gặp Đức Thầy là quy y với Ngài là tu hiền, thì nay tôi nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo thì mình không còn gây nữa, mình làm y như Đức Thầy, y như ông Phật thì mình không còn gây nữa đó. Thì cái này là mình hết. Thì kính thưa ông Út, thì ông Út có thể cho cô hỏi một câu
là trong giảng thầy có câu là 7 ngày đêm mịt ló chờ trăng đó Múc. Đó là theo như Múc lúc đó lúc nào Múc? Cái đó thì nào ngay ông nói trong 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử 7 trời trăng. Có nghĩa là sau khi mà lọc lừa sàn sảy á, cái người mà 7 trời đêm mà khi không có thấy trời đất gì chứ mù mịt, không có thấy gì hết trơn á, sau khi cái người mà ta tu mà ta trở lại tâm, ta không xả hết tất cả những cái sát thân này thì cái người đó không chết. Bởi vì khi ở thế gian này ta không còn gặp sát thân nữa, phải không? Muốn tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo ăn bằng xả thân tu tỉnh, mình ta đã xả thân rồi, ta đâu có kể cái thân này nữa. Cái thân này là cái thân tứ đại, thế nào cũng bị tan giả. Trở lại linh hồn mình, dầu cái linh hồn này có bị lửa thiêu hả, có bị là tất cả bom nguyên tử gì vậy gì nó cũng không chết được. Bởi vì cái này là cái bất sanh bất diệt của Phật, thấy không? Ai mà trở lại đây thì không còn chết nữa, bất sanh bất diệt. Chứ không có nói gì, nếu trở lại cái đạo thì theo ông Phật thì giống ông Phật. Thì theo cái ý thì vậy. Xin hỏi chú nghe, bây giờ cái đợt mà bên mà Mỹ á, nó bị Covid mà nó nói chà già hai nước mất thay qua kỳ hết bạc hết vàng không co, mà đợt đó nó có bị hết vàng không chú? Thì bữa nay hỏi chú xin lỗi nha. Cái này có nhiều biết nhiêu. Dạ, dạ. Có nó có nhiều thứ, thí dụ bây giờ hồi đó mà quay kỳ hết vàng không co, có nghĩa là hồi mà thời kỳ mà mình đi, hồi thầy mấy chú thì còn nhỏ như tôi ông hai thì biết. Mỹ mà nó thất bại ở Việt Nam thôi, nó bỏ của biết nhiêu. Mà mình đâu biết, trời ơi, cái nguồn vốn của nó, cái nói gì lắm là đâu có để hết được. Thì nói vậy, nó tổn thương, nó thất bại có nghĩa là tổn thương mà vé ao hết, thấy không? Mà như vừa rồi nè, ở Ba Lít Tăng nè, như Li Băng nè, có nghĩa là Li Băng là cái khối cộng sản mà Ba Đất Tăng là Mỹ giúp, mà sau khi cũng y như ăn như Việt Nam, Mỹ khi giúp rồi thì Li Băng quýnh giải phóng luôn. Như vậy thì ví dụ như vậy là nếu mình bỏ của biết bao nhiêu mà mình thất bại mình giúp về, vậy là mình cũng hao tốn biết bao nhiêu. Vì thôi xin hỏi thêm cái câu trong giáo lý thầy. Rồi. Thì chú nói này nó lòi ra câu giáo lý thầy là khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xét xong nhau. Như vậy thì xin chú Út hỏi là ý nghĩa như vậy là binh lương cụ túc rồi quyết tranh giành quyền lợi xét nhau, bây giờ nó có chưa chú? Khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh lành giành quyền lợi xé sau nhau, thảm thương cho lê dân giọt máu đào, lòng bác cái động tình rơi nước mắt. Có nghĩa là mình thấy nè, nội ở trong cái binh lương mà nó chứa, thí dụ bây giờ Nga mà quýnh với Liên Xô thôi, vậy là Nga quýnh Liên Xô. Rồi ở châu Âu á và Mỹ là hai, ở châu Âu là nước NATO là 27 nước nó đều ủng hộ cho Ukraine. Thấy không? Có thiếu gì nó cũng cung ứng. Nó đã nước nào cũng vậy, nước nào ta cũng dự bị quốc phòng. Bởi vì quốc phòng là gì? Mình thấy nước kia có bom nguyên tử, mình ở đây phải làm sao có đặng mà chống chọi lại, chứ thôi nó bỏ vào mình không có gì đỡ sao? Lúc nào nước nào cũng phải dự trù hết trơn á. Binh lương cụ túc, lương là thực phẩm. Còn là tất cả bom đạn đều có hết. Thì nước nào cũng có. Ví dụ bây giờ nó muốn động lòng tham, thí dụ như Biển Đông đi đó, đó Biển Đông á, thì bây giờ hàng nào cũng muốn, thí dụ như Trung Quốc á, thì nó muốn giành Biển Đông, nó lại lấy cái đó ở ngoài, thì trước mắt thì thấy ra là nó muốn giành cái cửa đó đặng nó góp tiền, đó là trước mắt. Sau đó là ở đây nó có những cái mỏ quý báu để gì, giành lại lấy những cái mỏ này. Thấy không? Đem binh khí đồ này kia, đem nào tàu chiến xe tăng, nào máy bay đồ này kia, nhóc có chẳng hạn đổi rồi đó lại để tranh giành. Thì nước nào cũng có, chứ binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé cho nhau, mà thảm thương cho dân tuôn giọt máu đào, mà lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Có nghĩa là ông Phật ông thấy ông còn rơi đó. Bởi vì khi mình nó thả xuống trái bom là nào là cá chết rồi, nào người ta đủ thứ trong đó đủ thứ đó. Thì nước nào cũng có, nước nào cũng phải có cái bảo vệ mình.
Dạ rồi con xin hỏi tiếp là tại vì đồng đạo muốn hỏi cái câu này nè chú, là hiện giờ là những anh em trên Phật giáo Hòa Hảo có nói ra cái câu mà cha nọ bồng con vợ khóc hòa tan nát sớm viền khổ dữ ra đó, nhà không kẻ ở thôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, xin hỏi cô chú như vậy là ý cái thầy nói như vậy là như thế nào chứ? Cha mẹ bồng con vợ khóc hòa thì sao đâu coi sớm viền khổ dữ ra dạ. Nhà không kẻ ở thôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiên tha. Có nghĩa là đây là ông Phật ông cảnh báo. Thí dụ bây giờ mình nói dự hội, tới cái hội lần qua thì đã hôm qua thì nhà đâu có còn nữa, bây giờ mình có bao nhiêu nhà lầu nữa thì cấp đó nó cũng tan nát rồi, nó cũng đâu có còn, thấy không? Cái người khi mà không tu, tu thì ta đâu có kể những cái nhà cửa, những cái danh lợi thế gian. Còn người không tu thì ta nói ở đây là có, bận hơi nó cũng tan nát à. Rồi mình sống cái hội lông qua là muốn gì có nấy, đủ thứ. Như vậy thì ai không muốn, ai ở đây thì chi. Còn mình ở đây thì hơi tới hội mình cũng chết đó, đâu có đem theo được. Chết rồi cũng nắm tay không, đâu đem tiền kiểu đem dài hồn nó. Chỉ có tội phước hãy còn thôi. Thì cấp đó nói tội phước thôi chứ nó không còn nói gì nhà cửa, không còn nói gì tiền bạc, không danh lợi gì hết. Đó, theo cái câu nghĩa đó là vậy. Rồi, xin hỏi chú Út là cái đồng đạo này, cái này cũng ở hơi xa, tới đồng đạo rồi. Dạ, hỏi một câu là cái cảnh khổ mà cơn này thế giới lắm phong ba lừa lọc con tiên diệt quỷ tà như vậy là lắm phong ba là như thế nào, diệt quỷ tà là sao dạ? Cơn này thế giới không phong ba có nghĩa là một quá thì thí dụ bây giờ đau chết. Đó, thí dụ như bây giờ nè, như bây giờ mình nói đó, phong ba biến chuyển có nghĩa là nè, bây giờ chết chóc Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi động đất chết mấy chục ngàn à, như vậy chết biết nhiều không, phong ba ổ tố đắt một con sấp à, rồi giặc giả chiến tranh cũng chết à, nó đủ thứ chết à. Rồi từ từ đó gì đó mới lọc lừa sàn sảy, đây là cuộc lọc lừa sàn sảy. Bởi vì mình hiền còn giữ mắt chớ phiền bạc tiên. Cái người nói ở đây á, thì mình nói lên là những người đặng cho những người trở lại tu, tu mới còn, mà còn được cái sống lâu muôn thở. Còn nếu về nhà Phật á, thì bất diệt bất sanh sống hoài đó chịu không? Dạ. Vậy thì chắc nếu ai nghe được thì chắc cũng phải chịu, dạ. Phải tu. Nếu không tu thì chết, khổ. Không tu chừng khổ cũng hơn tu hành gặp cảnh vui mừng tỏi thái. Như vậy thì cái điều này ai cũng phải phải làm. Dạ. Dạ thì cũng cảm ơn chốt thì quý vị ở đại đội đó, nếu mà ai có nghe được câu này thì nó là như vậy đó. Thì xin hỏi chú, tại vì ở xa người ta hỏi không à, chứ ở gần tạm như là kẻ xa thì bến nước ăn nó gì đó. Như vậy thì cái câu giảng thầy nói cũng chính xác đó. Cái người nói đạo kẻ xa thì mến nước ăn làm cho người gần ganh ghét. Ghen. Nhưng mà có đồng đạo ở Nghệ An hỏi một câu giảng là hoàn cầu trái đất chuyển xoay okay. Gớm ghê cho chúng tôi thay mua ngàn, người ta hỏi gì đó mà có hay không? hoàn cầu trái đất chuyển xoay hiểu cảm thấy gớm ghê cho chúng phơi thay mua ngàn dạ. Bây giờ đạo đức chẳng màng dẫu sao dẫu có tiền ngàn khó mua biển sông lặn lội hơn thua tự mình tạo lấy mà mua cái sầu, có nghĩa là mình không, mấy cái người đó không có biết đạo đức. Thành thử ra bây giờ mình trở lại ông Phật ông dạy mình đạo đức, bây giờ mình không có đạo đức sao mình có tiền ngàn cũng mua không được nữa. Bây giờ ông biểu mình phải làm bây giờ nè, có tiền phải giúp cho người ta, tu là phải một là giúp đỡ cho chòm giềng, hai nữa cho xã hội đồng bào, để gì, để đó mình mở cái lòng bố thí mình ra, như vậy mình mới sống là vì đồng bào, vì nhân loại. Còn nếu mình sống riêng cho cá nhân mình rồi mình dành dụm tiền của ở đây để làm gì, có cho người chẳng mắc chứ bo bo giữ cắt cũng chẳng còn, giặt mòn biết dụng chẳng mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa nhân à. Thì đây là mình làm y theo ông Phật. Có kiểu mình không biết đạo thì mình sẽ chết chứ không ai cho hậu mà nói là đây xong nổi. Dạ thì như vậy là cái ý trong cái câu giảng đó là dạ. Cái câu đó là hoàn cầu trái đất chuyển xoay gớm ghê cho chúng ta có nghĩa là ông xoay tròn hoài.
À, thưa ông Út, như là câu 2 nói câu là thiếu đạo đức sát gan cũng chảy, thiệt tiền lành bế cại không trôi, lực kia đã đặng sẵn rồi, lành còn dưới bắt trong thời kỳ này đây, phải không? À, thưa ông Út, như là cái đoạn giảng ấy đó là nó chuyển biến sắp tới hay sao ông Út? Sao đọc lại coi, đọc có nhiều khi đọc là hai câu đi rồi từ từ mình giải quyết hai câu tới hai câu khác. Ở thì cứ vậy hỏi đi, mình nói cái nào mà đấy. Dạ. Dạ hỏi rồi hoàn cầu. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chảy. Ờ. Vậy là tại sao thiếu đạo đức mà chảy ngộ à? Dạ. Sao cái đó mới lạ. Cái này á, cái này để tôi trả lời nó kỹ chút nha. Cái trả lời này ít người trả lời. Thiếu đạo đức. Giải pháp cái gì không biết. Chắc gan cũng chảy. Thôi bây giờ mình nói vậy đi. Đạo là gì? Đức là gì? Đạo là tâm, mà tâm là Phật. Thấy không? Mà nếu mình trở lại ông Phật thì dầu ông vô có lửa có gì nữa thì cái này nó không mắc, cái này nó không cháy. Bởi vì cái này là thứ thiệt rồi, nó đâu có cháy được. Vậy mới bắt sanh bắt diệt, chứ đâu phải tu mọi kiểu mà ơi gặp bom đạn cũng chết. Thí dụ bây giờ mình trở lại cái tâm Phật của mình thì cái tâm này nó còn sống, bắt sanh bắt diệt không mãi, dầu gặp cảnh nào cũng không có buông ta, nó không có, mình không thay đổi. Cũng như cái tánh thật của mình là từ xưa cũng vậy, nay cũng vậy, thì trở lại đây là nó không có chảy, không có gì hết. Đó là vậy, nó trở lại tâm mình, trở lại lý. Còn nếu nói cái kia là phước, gặp hiền lành bới cãi không trôi, có nghĩa là hiền lành rồi là ta đâu có còn nói gì nữa. Ông Phật là ông phải phải hiền lành, nhắm mắt thấy non tiên thì ta mong gì ở trên kia hưởng phước muôn đời, chứ đâu phải ở đây mà khổ sở, phải không? Có nghĩa là ai cũng muốn làm phước để về kia đây là còn hưởng phước. Thì là phước nhiều tiên cảnh lên dài, cái đó là ở phước thì lên, còn tội thì xuống, chứ ở đây là nó có hai đường chứ không có gì. Dạ, rồi mấy câu nữa. Như trong giảng Đức Thầy nói câu là tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lằn bụi bờ xuống thẳm lên đèo. Là tay tăng sĩ là tay của ai vậy ông Út? Tăng quyết nắm là tăng là đệ tử, tăng là gậy thiền hả? Gậy gì? Gậy thiền quyết nắm. Gậy thiền quyết nắm có nghĩa nắm, mà nắm cái gì? Gậy đây muốn nói là gậy kim can. Kim can cứ kia là kim cương, có nghĩa là thứ này nó cứng, cũng như nói không thể cái gì mà làm cho nó được tan. Ý muốn nói cái tâm mình không bao giờ thay đổi, chứ không có vật gì làm cho nó thay đổi được. Thì nó bất danh bất diệt, có nghĩa là đụng không có cảnh nào được hết trơn. Thì mình chở đây là tâm của Phật. Là kim can. Kim can là kim cương, là cứng. Làm bụi bờ xuống thẳng lên đèo. Làm bụi bờ xuống thẳng lên đèo, có nghĩa là dầu bây giờ mình có xuống dưới khổ sở đi hả, hoặc lên khổ sở đi, thì mình không có thể bỏ được cái tâm này. Thì trở lại tâm này, tâm này là chính, mà tâm này là mới tâm Phật. Chứ nếu mà còn xuống còn lên, còn phải còn quấy, còn tốt xấu, còn chấp nhận cái kia thì cái này chưa có. Trở lại cái này thì ông nói gì để cho mình lìa tất cả nó mới trở lại đây. Như ông Út, như là mình nói, mình chia sẻ cho bà con cái thời kỳ này á, nhưng mà cuối clip chào bà con. Bây giờ cuối clip, sau khi cuối clip này đây tôi chia sẻ về đạo đức để toàn thể chư quý vị đồng bào và nhân loại ở trên toàn thế giới và ở trong nước mình để mình trở lại hiền lành, có nghĩa là hiền còn giữ mắt cho phiền bậc tiên. Ư thiên trời Phật chẳng dùng tiền, mà tìm kiếm con lành giải nghiệp duyên. Mê muội ác hung về địa ngục, mà hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Có nghĩa là thì tới đây xin chức lại. Sao không để Phật? Nam mô A Di Đà Phật.